Dâu dâu dâu, ba con sâu, chào mừng năm cho anh em đã quay trở lại với clip thứ hai ở trên danh PK Tông Sư này của em Minzy trong cái series bình luận PK lên server này. À, và không để anh em chờ lâu hơn nữa, chúng ta có một clip thứ hai ở trong chế độ ban pick. Ba trận đấu đầu tiên thì mình đã đăng lên rồi và đây sẽ là ba trận đấu còn lại ở trong kèo đấu ngày hôm nay nha anh em nhá. Nào, chúng ta sẽ đi tìm đối thủ đầu tiên và để xem đối thủ đầu tiên của em Minzy sẽ là ai. Hãy khai tên lộ diện ra đây. Tôi vẫn đang đong mong chờ những đối thủ đầu tiên hiện diện. 15 giây trôi qua mà chúng ta vẫn chưa gặp một người bạn nào đến từ server Taiwan cả. Liệu rằng các anh đang có chối tôi hay không? Thật sự với các bạn là lên danh trên này đánh bắt đầu đau đầu. Vừa đau đầu lại còn gặp ngay chế độ ban pick, nó lại còn vừa mất thời gian rồi anh em ạ. Đúng không? Đây rồi, đó là Kitsuke đến từ server 2. Mình là người đánh trước. Mất con mẹ mà nó lợi rồi. Bất lợi rồi anh em ơi. Kèo đánh trước nhưng mà mình lại ở kèo bất lợi chứ ạ. Có các bạn nhìn thấy có Benny trong này kèo cứng quá. Benny với cả... Ôi ôi, nó cấm con đấy thì hỏng tôi rồi. Nó cấm con đấy thì hỏng tôi rồi. Nó cấm con đấy thì tôi phải cấm Benny đi anh em ạ. Để lại Athena với cả Karate thì nó cân kèo anh em nhé. Mẹ ghế nó tự nhiên mấy hôm nay nó cứ tụt khó chịu thật sự anh em ạ. Không phải chế độ sớm mắc nên là thật sự là chúng ta cũng chưa đến mức phải ngán con gì nhở Karate cho lắm nhé các bạn nhé. Kèo này nó pick khôn thế. Nó pick con Lin nó khôn thật anh em ạ. Con Lin nó độc khắc với Karate một tí. Kèo này khả năng cao là mình đi mũi thôi đấy. Còn một con nào tôi chấp mình ai con nam led thì mình cấm đi rồi các bạn đúng không, mình phải chấp nhận thôi. Kèo đấy thì mình phải cấp chấp nhận cấm đi con nam led thôi chứ để nó pick nam led nó khoan thì mình cũng chết. Mình đánh trước à? Ở đâu? Ừ đúng rồi, mình đánh trước, nó pick trước thì mình đánh trước. Khó rồi kìa. Khó sức bó rồi, sao bạn lại cấm đi hai con đấy? Cấm mẹ đi con này đi cho lấy single được. Nó sẽ lấy single với là Sumi à? Ồ lấy single với Cheat à? Khó nhè. Khó thật sự đấy các bạn. Khó thật sự đấy. Còn lại cái đống này đi. Tác dụng trời ơi đất hỡi luôn anh em. Trời ơi đất hỡi với cái đống còn lại này luôn. Khó rồi, là nào giết được Karate? Câu hỏi thật sự khó các bạn. Câu hỏi thật sự là khó. Từ này mình chưa dám để Athena lên đâu các bạn. Nếu mà mình đánh trước. Đau quá nhỉ. Đây trụ sao nổ anh em. Nó dùng Karate cái là mình đẩy Athena lên ngay. Đau lắm mẹ. Nó đẩy lên được rồi, thằng Lin lại có nộ. Kéo đẩy lên được anh em. Lin nó lại có nộ, còn kéo đẩy lên được cơ. Kéo dám mang con nào vào cơ. Con vào chết cái nó. Lin lại còn có nộ cơ. Mang vào là chết cái nó đấy. Còn dám mang con nào vào đâu. Mang vào ăn độc thì chả bỏ chết. Đúng không anh em? Tên này mang vào nhìn nó gõ độc cho mình chớ hết cả mồm lại. Chúng ta chỉ đánh 3 tướng này nhắm. Đánh hơi nhỉ. Đánh hơi nhỉ chết rồi. Kèo
đánh hơn là chết đấy. Chúng ta chỉ đánh 3 tướng thôi. 3 tướng mà đánh thôi anh em ạ. Xem như thế nào. Nó càng cho tướng vào thì mình càng lời. Arena mình quậy phát là nó dẻo. Tướng sau chỉ cho một tướng vào. Nội tại cho Arena thôi. Tướng sau chỉ mang một tướng vào lấy nội tại cho Arena thôi. Chỉ đánh thế thôi anh em ơi. Đánh hơn là chết đấy. Cứ đánh hơn là chết đấy. Cứ chỉ mang một tướng vào thôi anh em. Này nó cứ mang càng nhiều và mình càng lời đấy. Không có gì đâu. Đúng không? Người sau Kate không làm gì được Athena. Nếu mà chỉ cần mình Kate, nó sẽ không giết được Athena của mình nữa. Vãi nhè. Tôi mang một con vào đây nha. Không phải mang nhiều. Một con lắc chẳng hạn nữa. Nó hết tướng rồi. Nó hết tướng rồi. Mình chỉ đánh thế thôi, đánh nó kiểu dàn dính thôi nha. Đánh nó kiểu dàn dính thôi. Đúng không? Nó hết tướng rồi, nó đéo giết được đấy mình rồi. Thôi, bây giờ cứ đánh thế thôi nha. Cứ thế mà đánh thôi. Ờ, thằng này nó mang tướng rồi thì nó sai. Mình cứ đánh theo kiểu của mình thôi. Nếu đánh theo kiểu nhẹ nhàng của mình thôi. Nó hết chưa nhở? Hết rồi sao các bạn? Nó làm gì còn tướng nữa nhỉ? Nó đã để được Athena lên rồi đấy. Chưa cần nữa. Giết được con kia xong rồi. Giết được con gì nhở? Con kia xong thì để lên nhở. Con này xong thì để lên được. Đúng không? Giết con này xong thì để lên được. Lúc đấy Kate là gì mà có gì nữa để giết mình đúng không anh em? Đúng không? Giết con này là xong rồi. Thế thôi. Cuộc sống nó đơn giản quá. Thế bây giờ làm sao giết được con đấy của mình nữa đúng không? Giết bằng mắt à? À, bạn giết tôi bằng mắt. Tôi có một cái chính tử. Con giết tôi bằng mắt. Hãy tỉnh táo nha, mẹ không tỉnh táo là chết đấy, đúng không? Hãy tỉnh táo. Không tỉnh táo là toang đấy. Thấy không, anh em thấy tôi tỉnh táo không? À, anh em thấy tôi tỉnh táo không? Úi xời. May quá, thằng này nó cũng ngáo ngáo ngơ ngơ, nó cho nhiều tướng vào anh em ạ. Chứ nó không cho nhiều tướng vào là mình chết đấy, thì đấy đúng không? Rồi, chiến thắng đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ hai nào. Chiến thắng đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ hai. Và đây sẽ là ai? Chẳng thẳng, tật, mẹ lên trên này đánh căng này, lại còn gặp mẹ mày chế độ ban tích nó lại còn càng căng hơn anh em ạ. Ờ nhờ. Chế độ ban pick nó lại còn càng tăng thêm nữa chứ. Ồ, 2500 điểm đến từ CVS17. Mình lại là người đánh trước. Đánh trước ban sau. Rồi kèo này ban gấp mẹ mày. Nam led với cả ăn đéo đấy các bạn. Đúng không? Hai con đấy ban vội. À, nó ban con Lin à. Hai con này thì ban vội chứ còn cái gì nữa các bạn. Hai con đấy cũng ban thì ban con nào. Nó khôn phép nhỉ, được hai con tư chất 15 à. Được, hai con tư chất 14 là thì cũng được thôi. Có gì đâu bạn, cái trang à. Xiaomi giảm công đi các bạn.
chính là mình ban một con cũng được, nhưng mà để thực sự ban một con nó hơi khoai, chấp nhận đánh thua nó một con tư chất 14 cũng được, còn hơn là để cho nó một con tư chất 14 nó khác bọt dạng nhiều như thế này, các bạn ban đi hai con đấy à. Mình chỉ được ban một thì chắc chắn mình ban ra thổ rồi các bạn, ban ra siêu nó có tanh rồi, mình một tanh nó một tanh rồi. Lấy hai con chít à. Mình đang dồn vào đằng sau hơi nhiều nhỉ, nó có hai con đà ở đâu. Đúng rồi, nó có hai con đà, mình đang muốn chơi một cái combo dồn mình. Nó chỉ có một con tanh là con trang thôi, nó chết con trang thì nó cũng đuổi hơn so với mình. Mình ít nhất mình vào con bao, nghĩa là mình cũng hơn nó con tanh đã, bù lại là sát thương nó. Đang muốn gì vậy? Ui dồi ôi, ít thì được mẹ mày. Nhìn đấy, sát thương to, to như bắt vạ nhẹ. Dùn còn nộ luôn nhẹ, sợ nhẹ. Dùn còn nộ luôn nhẹ. Đá này nay thì chết. Đá này run lên nộ thì mình thua luôn các bạn. Đá này mình thua luôn các bạn. Muốn con bao vào bút cho con ăn đi. Quả này mà đá là run có nộ là mình thua luôn các bạn. Còn trang nộ run nộ là mình thua luôn. Hôm sau chắc chắn là mình mang bao vào rồi. Nó lại muốn nhử ra, nó lại còn đánh kiểu thế nhỉ. Bao vào khi đồ sinh ra sớm mưu rồi. おやすみなさい。古いな、これで終わりだ。行くよ。 Thật đấy. Đánh nó run là ok rồi đó. Giảm được má sát thương của nó xuống này. Nó còn con gì nhở? Ca phẩy à? Đúng rồi các bạn, nó còn con ca phẩy. Không mang ca phẩy, nó lại mang chip vào. Mà muốn chết có mây trò rồi. Mình chết hai con được ạ. Dành Dành để xin. Dùng con đam nữa. Dùng là con đam được ạ. Nó sợ. Mình cố tình đánh này nha các bạn ơi, cho Zuli nó đá phát chết con trang, chết con kia. Mục đích của nó là gì nhỉ? Mục đích của nó là muốn dùng Zuli đá chết bao ấy, sau đó sẽ dùng Zun đá vào hàng sau. Nhưng mà Zun đang bị ăn ám mà làm sao mà chịu nổi được nhỉ? Nó đủ đa, ta vẫn đủ luôn. Nó vẫn đang bị ám của Whip mà các bạn. Nhưng mà đá đéo tác dụng gì luôn. Thế với cái câm lặng kia dậy có bị câm lặng không nhỉ các bạn nhờ? Câm lặng kia dậy có bị câm lặng không nhỉ? Không, nhưng mà nó làm gì được nó. Phương sau nó có ca phẩy. Thì là con này của mình bắn nó con cấp máu nhất rồi. Làm đéo thì có nộ nữa. Chít làm đéo thì đã có nộ nữa các bạn. Chít làm gì đã có nộ tên này. Đúng không? Nó vừa dùng ba nộ kia thì hết rồi, lấy đâu ra nộ nữa. Người sắp đao nó trong một nhịp nữa. Không có nhịp thứ hai. Hay quá, vừa khít này nhà. Mình chỉ có cơ hội sắp đao nó trong một nhịp thôi, không có nhịp thứ hai đâu các bạn.
Quá. Bắn vào thấp máu nhất đúng không? Quá. Dự đoán là hợp lý đến từ em Minzy và chúng ta có chiến thắng ở game đấu thứ hai cộng 37 điểm, hơi ít so với kỳ vọng. Điểm số hiện tại của em Minzy đang là 2780 điểm. Căng thẳng thật sự các bạn đúng không? Chúng ta đến với một đối thủ căng đét với 2745 điểm. Nói căng thì nó Hawaii một tí thôi, đối thủ nó vẫn dưới cơ mình mà các bạn, đúng không? Kèo này thì mình sẽ cấm đi một con tư chất 15 này cho nó khó chịu. Mình sẽ cấm đi một con tư chất 15, 14 cho nó khó chịu các bạn. Cấm đi một con nha các bạn nhé. Ở đây còn 1, 2, 3, 4, 5 con. Bắt buộc nó phải cấm đi một con các bạn. Đó này, đây init nhỉ. Nói lấy Pio, mình lấy leo dị. Nó không lấy con đấy, lấy mẹ con Pio nhỉ. Nó lấy Zero đến đây thì phải lấy Clutch rồi các bạn. Mình sẽ lấy Kasumi hoặc Bao. Mình lấy Thổ. Chịu nhỉ, con này giữ lại được không? Con Whip này là con hai lưỡi này các bạn. Con Whip này không tác dụng với mình. Con Whip này không tác dụng với mình nhưng mà lại có tác dụng với em địch. Cấm mẹ con Chiru này. Để lại bọn vệ nó dễ pick nghèo. Nó sẽ cấm Bao Kasumi trong hai con này. Nó đang cấm con nào luôn, bắt buộc mình phải lấy Bao và Kasumi rồi các bạn. Nó lấy hai thằng tanh này. Mẹ lấy thằng đấy á. Căng nhỉ, nó nghĩ mình sẽ chơi chơi kèo vệ nhưng mà không. Nó nghĩ mình chơi sáng tế vệ đấy các bạn, nhưng mà mình không chơi sáng tế vệ nên là không đánh sáng tế vệ không đánh làm gì. Mà cũng không đánh sáng thế để làm gì ạ. Các bạn nghe chừng một vẻ cứng. Cứng sập bứng anh em ạ. Nó đánh trước. Cứng sập bứng anh em ạ. Nó nghĩ mình sẽ đánh vệ nhưng mà mình không đánh thôi. Nó nghĩ là chuyện của nó đúng không? Còn mình đánh hay không này lại là chuyện của mình. Mua hàng dọc à. Đấy lại là chuyện của mày, đánh hay không là lại là chuyện của tao ấy, đúng không? Mày nghĩ tao đánh sáng thế vệ nhưng mà tao lại không đánh sáng thế vệ đấy. Như thế nào đúng không? Mình sắp của nó một tên các bạn nhỉ. Mình còn tăng đài Kyo. Mình chỉ có nộ. Thằng này mà lên độc chiêu là mình không dùng tuyệt kỹ đâu các bạn. Mình có đẩy con Mai lên không ạ? Không đẩy Mai lên. Có đẩy luôn. Nói thế với mình. Không đẩy Mai, đẩy cả mẹ em ấy. Đẩy cả em tai lên nữa rồi. Đẩy cả Mai, đẩy cả em tai thì cơn sâu cũng vô chém được các bạn. Cơn sâu thì chém thôi, chém thôi chứ không làm gì cả. Cơn sâu thì chém nguyên có nhà con lắc bây giờ nhảy chết mẹ thằng con kia mất. Có sơ bó rồi. Zero nữa anh em. Đéo chết à.
đây chúng chắc đưa lên kỹ như kia thì anh chừng là đéo ổn rồi, mày quá không có cái gì. Quả tầm này nhưng mà lại sai nhờ. Sao lại dùng quả thực này nhờ các bạn nhờ. Thêm 3 cái độc chiêu nữa thì bao sống thế nào được. Ôi mà cũng tròn 3 cái độc chiêu anh em. Sao mà nó lại xử lý pha đấy như thế nhờ. Cơ hội cuối cùng của mình rồi. Mình lắc đây lên chắc tìm lên thì cũng là ok rồi. Mãn phục sẽ ra. Có. Sao lại xử lý như thế nhở? Quả đấy nó cứ đánh thường thì có làm sao đâu các bạn. Đúng không? Quả đấy nó cứ đánh thường thì có làm sao đâu. Liếm 60 điểm. Yes yes yes. Ôi trời ơi, chỉ 48 điểm thôi và người ta gọi đó là tông sư 2. Đẳng con mẹ mày sơ cấp luôn 2828 điểm. Và đây người ta gọi là tông sư 2 anh em ạ. Ôi, kinh quá nhỉ, sao thằng ấy lại xử lý như thế nhỉ? Hơi khó hiểu đến từ vị trí của team bạn, nhưng mà quả tông sư 2 này kinh khủng rồi, đẳng cấp mẹ nó bách chờ bốc luôn anh em. 2900 điểm và chúng ta sẽ lên tông sư 3 nha anh em nhá. Khả năng cao là lên đường lại. À không. Chưa gần thôi anh em nhỉ. Thế này là đẳng cấp rồi đúng không? Đánh thắng mẹ 3 ván mà kết hợp với 2 ván ở trên clip trước nữa thì là chúng ta có 6 ván này chúng ta thắng đến tận 5 ván. Kinh. Đánh cho danh đồng sư làm phát thắng 5 ván. Còn gì để nói nữa? Anh em nghĩ xem, còn gì để nói nữa? Ghê thật. Quá đáng sợ luôn anh em ạ. Yeah. Thôi nhá, clip này xin phép tạm dừng lại đây. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho em Minzy nhá. Bye bye.